Cậu. Ôi, mình lên đây lạc loại chả giống ai. Mấy người nhà mình đi đâu hết rồi? Ôi, toàn người Mông này, ca sĩ người Mông mà hát đây. Đồng nhỉ. Mà chỉ nên đây xem hát thôi. Nên đây xem hát thôi. Mình không hiểu tiếng, xem hát làm gì đâu. Ôi, mình không nhìn thấy mấy ông tướng nhà mình đâu. Thế là cày. Rét quá, đây này rét quá. Trùng lên. Hả? Hay hơn. Đi đâu rồi? Họ đi đâu hết rồi? Đấy, văn nghệ ở người Mông ấy. Ôi, người Mông cũng hay nhỉ? Ôi. Ôi. Lạnh và rét. Cái không khí nó lạnh quá, không thở. Không thở được luôn. À kìa kìa kìa. Ông công nát nén ông kia. Nén ông kia để xem làm gì nhỉ? Ông mũ đỏ này. Tiếng hát người Mông lần đầu tiên được nghe. Nghe được lần đầu tiên thực tế nghe. Thực tế nghe tiếng hát người Mông các bạn ạ. Trên này rất cao luôn, mình có lần muốn đi lên nữa. Mình đang đi lên rất cao luôn. Trên này đang rất cao. Mình sẽ đi lên nữa. Đấy, lên nữa. Trên này nó chỉ là núi thôi mà. Đấy. Đấy. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Ca sĩ đi vào. Đấy. Nói tiếng Mông đâu hiểu đâu. Đấy. Ui ô, nay mưa ngã này, tí trượt ngã. Ui, mưa.